Review cực mạnh sốt chấm hoa quả của bếp trưởng review 69.000 đồng hộp, liệu có đắt? Hôm nay được ông anh bếp trưởng gửi cho mấy quả sốt chấm mà ông ấy tự làm, tự pha chế, tự công thức. Mở ra xem thì ông ấy gửi cho mình 4 lọ, có vị hành, vị tôm, xong chia làm hai loại ít cay với cả siêu cay. Mà tôi là cái đứa mà không ăn được siêu cay, thế nên là nhẹ nhàng tình cảm mà đổ hoa quả ra đĩa và chọn loại ít cay để ăn thôi. Đầu tiên thì là tôi thử vị tôm, nhìn cái phần nước sốt nó đặc quánh, sóng sánh hấp dẫn ghê. Chấm vào ăn một miếng ấy, thì nó có một điều rất cơ bản là nó sẽ có ba cái vị như này: thứ nhất là vị tôm, thứ hai là vị cay và thứ ba là vị ngọt. Tuy nhiên là cái vị của ít cay nó khá là dịu dàng ấy, nên là tôi thử đến vị hành này, tôi thử hẳn siêu cay luôn. Vị hành này thì tôi thực sự tôi không thích ăn hành nó lắm, nên là thử thì cũng thử một ít ít thôi. Ăn vào nó sẽ cay hơn một chút, đó cái vị hành thì nó nồng nàn luôn anh em ạ. Cơ mà sau khi thử tổng hợp hai lọ đấy thì tôi rút ra một cái kết luận là tôi chốt là tôi ưng nhất là cái vị tôm mà nó siêu cay, bởi vì cái độ cay của cái lọ siêu cay nó vừa đủ để chấm hoa quả, mà cái vị tôm ấy nó cũng thơm và nó hợp lý để chấm hoa quả hơn. Mà theo cái cảm nhận cá nhân của tôi ấy, thì cái nước chấm này nó không át hết mùi vị của hoa quả mà nó vẫn giữ được phần nào. Vậy nên anh em chọn xoài hoặc cóc mà đừng chua quá, chấm sẽ ngon hơn. À mà thấy ông anh kể là sản phẩm mà đang được hoàn thiện nên anh em nào thấy không ngon mà góp ý tích cực ấy là được hoàn tiền đấy. À mà anh em nào muốn mua thì bấm luôn vào link TikTok shop nhá, tôi để ở góc màn hình kia kìa.